Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm kính lễ chư Tôn đức giáo phẩm tăng ni. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Bồ Đề Phật Quốc TV trên băng tần 57.15. Rất vui được đến với quý vị qua chương trình Vấn đáp Phật pháp. Kính thưa quý vị, chương trình này được thu hình trực tiếp vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần lúc 8 giờ. Sự thiết lập của chương trình này là nhằm mục đích tháo gỡ những thắc mắc trong đời sống tu học và đồng thời chia sẻ những Phật sự trọng yếu tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Và giờ đây, Nhật Trường xin kính giới thiệu đến với quý vị vị thầy rất từ bi, rất khả kính, luôn luôn tạo mọi duyên lành để cho hàng Phật tử chúng ta học được Phật Pháp. Đó là Thượng tọa Thích Quyền Châu. Nam Mô bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật. Lời đầu tiên chúng con cung thỉnh thầy có lời chào đồng quý khán thính giả. Nam Mô bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào quý khán thính giả. Kính chúc các vị có một buổi vấn đáp Phật Pháp thật nhiều an lạc. A Di Đà Phật. Nam Mô bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật chúng con kính thầy A Di Đà Phật. A Di Đà Phật lời đầu tiên như tường xin kính chào quý vị, kính chúc quý vị thân khỏe, tâm an, kính chúc quý vị đời sống luôn luôn an lạc, gặp nhiều thuyền duyên, học hỏi được những lời dạy của Đức Phật áp dụng trong đời sống tâm linh chúng ta để đời sống tâm linh chúng ta mỗi ngày mỗi vững chắc, lòng tin chúng ta đối với lời dạy của Đức Phật càng vững chắc hơn. A Di Đà Phật và kính thưa quý vị. À, tiêu chí của chương trình là luôn luôn tìm những đề tài có tích cách ngắn gọn và ứng dụng trong đời sống thực tại. Hy vọng qua những đề tài ngắn gọn này thì đời sống tâm linh chúng ta mỗi ngày mỗi tiến bộ hơn, lòng tin chúng ta đối với Phật Pháp càng kiêu cấu hơn và chúng ta tinh tấn tu tập nhiều hơn. Hôm nay chương trình xin kính gửi đến với quý vị cũng từ trong kinh tương bộ với chủ đề nghe rất là quen thuộc nếu mà chúng ta ở vùng đồng quê nha. Chủ đề là phân bò. À, chắc chắn cái chủ đề này mang lại một cái bài học rất là hay trong đời sống tâm linh chúng ta. Nhật Tường rất là hiếu kỳ, không biết quý vị như thế nào ha. Giờ đây Nhật Tường kính mời quý vị hãy lắng lòng đón nhận những lời thuyết pháp có năng lực thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ đây chúng kính chúng con công thỉnh pháp âm của thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, xin cảm ơn Nhật Tường. À, kính mời đại chúng đến với chủ đề phân bò. Thưa là quý vị, phân bò à, là một cái vật thể rất là quen thuộc ở trong đời sống nông nghiệp đặc biệt là xã hội Ấn Độ có nhiều người họ nuôi bò lấy phân rồi ở trong đó họ có dùng phân bò um, uh, uh, biến thành những cái uh, những cái sáng vật tế lễ phục vụ cho những cộng đồng tâm linh của họ và thưa quý vị lúc bây giờ nhân duyên Đức Thế Tôn của chúng ta đang ở tại Savatthi <laughs> sau khi mà À, có một vị tỳ kheo đến đánh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi sang một bên và vị tỳ kheo ấy mới bạch Đức Thế Tôn như thế này. À, bạch Đức Thế Tôn có thể có sắc nào mà sắc ấy là thường còn thường hành thường trú không chịu sự biến hoại nó vĩnh viễn thường hành vĩnh trú như vậy hay không? Ý nói rằng là có một cái gì đó, có một cái vật gì, có một cái hiện tượng nào ở trên thời gian này mà nó vĩnh hằng, nó thường quang, nó bất hoại, nó không bị biến đổi theo thời gian hay không. Đức Thơ Tôn, uh, Ngài uh, Vì Kheo lại nói thêm rằng, uh, và Bạch Đức Thơ Tôn, uh, ở trên thế gian này có cái cảm thọ, <laughs> có tướng, có hành, có thức, có cái điều nào mà nó thường còn bất biến, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hành, nó vĩnh trú ở thời gian này hay không? Đức Thế Tôn lúc bây giờ mới trả lời rằng này tỳ kheo, thật sự không có sách nào là thường còn vĩnh hành thường trú mà nó không chịu sự biến hoại, nó không có nó 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 vĩnh viễn tồn tại, nó thường trú như vậy này các tỳ kheo cũng như thế không có thọ tướng hành thức nào mà nó tồn tại thường hành vĩnh trú bất diệt nói như thế xong có lẽ chúng ta hình dung ở tại cái chỗ đó có thể là một cái một cái cái tàn cây ngồi dưới một gốc cây và ở gần bên đó có một ít phân bò phân bò khô thì lúc bây giờ đức thế tôn nhân tiện đó ngài mới cầm ừ. lên một cái ít phân bò khô trên tay và ngài nói về tỳ kheo như thế này là này tỳ kheo cho đến một ngã thế nhỏ như là cái miếng phân bò này nó cũng không thường còn nó cũng không có thường trú mà nó luôn chịu sự biến hoại nó vĩnh viễn không có thường hành vĩnh trú cũng như vậy này tỳ kheo không có bất cứ một cái 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 thọ tướng hành thức nào mà nó thường còn nó vĩnh viễn cho đến uh, cho đến một cái ngã thế nhỏ như thế này giá như nếu như uh, nó như là nó thường còn nó có thể là nó nó giá như nó tồn tại nó vĩnh viễn nó không thay đổi đi nó bất kỳ bất dịch đi thì đức thế tôn nói rằng là vĩnh viễn đời sống phạm hạnh À, để chơn tránh đoạn tận khổ đau không thể trình bày được. Vì sao như vậy? Chúng ta cứ tới hình dung xem, nếu như có một cái gì đó thường còn và chúng ta bị vướng phải cái thường còn đó, thì vĩnh viễn chúng ta không thể nào đối thay. Ví dụ như chúng ta mắc phải một cái cảm thọ lỗi lầm, mà cảm thọ lỗi lầm đó không bị đối thay được thì vĩnh viễn chúng ta sẽ ở trong trong lỗi lầm đó và chúng ta sẽ không bao giờ có thể thay đổi từ một con người xấu thành một con người tốt được bởi vì nó vĩnh viễn không thay đổi mà và do vậy mà không ai có thể tu tập giác ngộ thành Phật và từ đó chúng ta có thể hiểu rằng mây thay dạng vật đều vô thường nhìn thấy cái sự vô thường nó tàn khốc thật nhưng cũng chính vì đặc tính dạng vật vô thường cho nên chúng ta mới có thể là viễn ly khỏi cái đời sống phàm phu ô trượt này và chúng ta hy vọng trong đạo Phật chúng ta có con đường liễu sanh thoát tứ và chúng ta ở trong trong con trong đạo đó thì chúng ta sẽ có ngày chấm dứt được khổ đau và thưa quý vị ở đây Chúng ta thấy Thế Tôn khẳng định một lần nữa rằng do vậy đời sống phạm hạnh để chân tránh đoạn tận khổ đau có thể trình bày là bởi vì tất cả dạng vật đều vô thường. Và ở đây Đức Thế Tôn nêu ra một đoạn kinh thật là dài. Đoạn kinh này chúng ta cần phải kiên nhẫn để chúng ta nghe. Và chúng ta nếu như hình dung có một cái ngôi đế vương nào đó mà với nhiều tài sản kho đụng tràn đầy giàu sang phú quý tột độ ở thế gian tưởng chừng như là chúng ta vạn tới trăm năm nhưng thực sự không có cái gì là thường, thường còn bất biến tất cả qua thời gian đều bị hủy hoại hết thảy thế tôn nhân đó mà cớ vừa một cái sự nghiệp có một tiền thân ngài làm vua sẽ đến lợi quán đỉnh và cái quyền lực phước báo tài sản quốc gia của ngài được đức thế tôn miêu tả như sau lúc bây giờ ta là một vị sát đế lợi đã làm lễ quán đỉnh ta có 84.000 đô thị và ở trong đó có đô thị tên là Kusavati là bậc nhất ta ta có 84.000 cung điện ở trong đó cung điện Dama là bậc nhất. Ta có 84.000 vua sát đế lợi. À, xin lỗi ta có 84.000 trùng cát. Tức là lầu cát, là trùng cát. Ở trong đó trùng cát Mahayuha là bậc nhất. Ta có à, ta có 8 dạng 4.000 sàn tòa. tức là giường nằm bằng Nga. Làm bằng lỗi cây. Làm bằng vàng, làm bằng bạc. À, trái nệm lên à, có lông dài trái bình chân lên trứng trái bằng chân lên thêu bông à, trái niệm bằng da con sơn dương gọi là Kayali à, có à, có lầu che phía trên và có khối chân màu đỏ ở hai đầu Tức là miêu tả một cái cái giường lộng lẫy à, được trang hoàng với cái sức mạnh của đế vương à, ta có 8 dạng bốn ngàn con voi những con voi đó cũng được trang trí, trang sức bằng vàng, bằng cờ sướng bằng vàng, rồi bao bọc những cái lưới bằng vàng và trong đó có voi chúa là Uposatha là bậc nhất. Ngài chúng ta thấy Thế Tôn Miêu tả ở trên cái kiếp đó ngài phước báo trang nghiêm vô tận cho nên được làm vua và lúc bây giờ ngài trong một kiếp vua đó ngài còn có là 84.000 con ngựa với những trang sức bằng vàng, với những cờ xí bằng vàng, bao bạc với bởi những lưới bằng vàng và ngựa chúa và là Haka là bậc nhất. Và Ngài nói Ngài còn còn có 84.000 cổ xe, những cổ xe được trang sức bằng vàng, cờ xứng bằng vàng, bao bạc những lưới bằng vàng, trong đó cổ xe và Và là Vajah, là bậc nhất. Trong đó Ngài nói rằng À, ta, còn, ta còn có ta còn có 84.000 châu báu, ở trong đó châu báu Mani là bậc nhất. Ta còn có 84.000 phụ nữ và hoàng hậu Suhayda là bậc nhất. À, ta có 84.000 chư hầu sắc đối lợi, binh chủ trong đó là bậc nhất của ta. À, ta có 84.000 con bò cái với những dây thừng bằng vải đây mịn màng và chậu sữa bằng bạc. À, ta có 84.000 áo bằng vải, vải tinh tế, bằng vải lụa tinh tế, bằng vải len tinh tế, bằng vải bông tinh tế. Ta có 84.000 đĩa bàn và trên đó à, các cơm sáng và cơm chiều được dọn lên. À, ta có 84.000 đô thị ấy, đô thị ta trú thời bao giờ là đô thị à, Kusavati. À, ta có 84.000 công điện. Thì ở trong đó ta trú tại cung điện Đa Ta có 84.000 à, trùng cát. Ở trong đó ta trú ở tại trùng cát Mahayuha. Ta có 84.000 sàn tòa. Ở trong đó ta thọ dùng lấy là sàn tòa bằng ngà, bằng lối cây, bằng vàng bạc hay là bằng vàng hay là bằng bạc. À, thế Tôn còn nói, ở trong cái tiền thân đó um, ta còn có 84.000 con con vôi. Con vôi. Và ta thường cởi con voi chúa là Ubozatha. Ta có 84.000 con ngựa. Ta thường cởi con ngựa chúa là Valahaka. Ta có 84.000 cổ xe. Và ta thường cởi cái cổ xe tên là Venyajanta. Ta có 84.000 phụ nữ. Người phụ nữ hầu hạ ta ấy chính là Katiyani hay là Velamakha. Rồi ta có 84.000 cái áo mặc ấy, à, đôi áo ta mặc thời ấy bằng vải tinh tế, bằng vải lụa tinh tế, bằng len tinh tế hay là bằng vải bông tinh tế. À, ta có 84.000 đĩa bàn và cái đĩa bàn à, ta thường sử dụng những một đĩa là bằng cơm, một đĩa là những cái thức ăn khác thịnh soạn à, dâng lên như vậy. Thưa các vị chúng ta thấy Đức Thơ Tôn nêu ra một loạt... Um, một loạt những cái, cái cái gia sản kho đụng tràn đầy của một bậc đế vương và chúng ta có thể hiểu rằng ở trong cái tài sản đồ sộ to lớn ngút ngàn à, hướng thụ bất tận đến bao giờ mới chấm dứt cái tài sản to lớn như vậy và chúng ta cũng có thể hiểu rằng là ở trên thế gian này có lẽ cũng không ai có đủ cái phước mà sở hữu một cái khối tài sản to lớn như vậy phải không thưa liệu quý vị nhưng mà Thế Tôn nói này các tỳ kheo Tất cả các hành ấy là thuộc quá khứ đoạn diệt biến hoại Tất cả những điều đó Nó đều thuộc quá khứ Nó đều bị đoạn diệt Tất cả đều bị biến hoại Như vậy vô thường là các hành như vậy không thường hành, này các tỳ kheo là các hành. Như vậy không thường trú là các hành. Cho đến như vậy, này các tỳ kheo là vừa đủ để nhàm chán với tất cả các hành. Là vừa đủ để ly tham, là vừa đủ để giải thoát. Chúng ta đọc một đoạn kinh ở giữa chúng ta thấy thật là nhàm chán bởi vì kinh điển miêu tả từng thứ lớp, gia sản, kho đụng tràn đầy. Quyền y à, cùng khắp Của tiền thần Thế Tôn Và đến rồi cuối cùng Ta mới thấy rằng Thế Tôn nói bao nhiêu đó Là vừa đủ để nhàm chán tất cả các hành Vừa đủ để thấy à, Phải cần có sự lý tham và giải thoát Bởi vì tất cả đều là quá khứ Vì sao như vậy Bởi vì vạn vật được vô thường Thành ra Hình ảnh có một miếng phân bò ở Trên tay Thế Tôn nói nếu như nó mà thường còn thì vĩnh viễn phạm hạnh không thể nào tuyên thuyết và sự thật một cái vật nhỏ nhất như miếng phong bò đó cũng là vô thường và cho dầu quyền uy to lớn của à, của các vị đế vương to lớn chừng nào đi nữa thì nó cũng vô thường và bao nhiêu đó là đủ để cho người trí chúng ta nhàm chán đủ để cho chúng ta ly tham và đủ để chúng ta thực hành những công phu để chúng ta giải thoát khổ đau. Đó chính là một bài học à, to lớn mà chúng ta cố gắng chiêm nghiệm để chúng ta tìm cách thọ trì cho bản thân của mình. A di Đà Phật. Nam mô bổn sư thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đây đầu kính tri ân thầy đã từ bi hướng dẫn cho chúng con qua đề tài phân bò. À, cái chủ đề thì nghe ngắn gọn nhưng mà nó rất là nhiều chi tiết trong đây. À, chúng con kính tri ân thầy. A di Đà Phật. Giờ đây chúng con xin phép thầy cho chúng con thưa chuyện với đại chúng. Duyên đạo Phật và kính thưa quý vị, thầy đã vừa hướng dẫn xong qua chủ đề là phân bò à, và qua cái chủ đề qua sự hướng dẫn của thầy một phần nào thì chúng ta cũng à, thấy được cái dự nghĩa à, của lời dạy của Đức Phật trong kinh Tư Ân Bộ. À, Thưa quý vị thì à, à, trong cái chủ đề này quý vị có câu hỏi gì không? Có thắc mắc gì không? À, hoặc là quý vị có những câu hỏi nào liên can tới đạo Phật, nhiệt Tường mời quý vị chúng ta cùng nhau sinh hoạt trong buổi vấn đáp Phật pháp ngày hôm nay nha. À, như thường nghe một thầy nói là à, giảng đó, thầy nói rằng là, là à, khi mà chúng ta bỏ ra cái thời gian tụng kinh ngồi thiền nghe pháp hoặc là chúng ta phi tư những lời dạy Đức Phật là những giây phút thánh thiện cực kỳ thánh thiện đó quý vị đó thì cho nên um, đây là cái giờ sinh hoạt quý báo cho chúng ta, đây là cái giây phút mà chúng ta cực kỳ thanh thiện trong tâm linh chúng ta nha. Cho nên nhật thường mời quý vị chúng ta cùng nhau sinh hoạt trong buổi vấn đáp Phật pháp ngày hôm nay, uhm, thì cũng như thường lệ nhật thường xin được phép đặt một vài câu hỏi. Có thể câu hỏi của nhật Tường nó hơi lũng củng, uh, không được gọn gàng hoặc là không đúng chủ đề, quý vị tha thứ cho nhật Tường nha. à, gì đã phật? Và dạ, kính thưa quý vị thường thường chúng ta nghe quý thầy dạy rằng là à, đối với nhân sinh quan là thành là sinh trụ gì diệt mà đối với là vũ trụ quan là thành trụ hoại không tất cả các pháp đó đều biến hoại vô thường kể cả con người chúng ta nó cũng vậy có sanh ra rồi có trụ hành trụ tướng một ngày nào cũng già nuôi cũng chết đi nhưng mà đó không phải không phải là không có câu hỏi di đà phật và kinh bạch thầy trong ngũ quẩn một cái 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 định nghĩa đơn giản rằng là con người là do năm hợp thể tạo lại thành hay là à, ngũ quẩn là tạo thành một con người sắc thọ tưởng hành thức thì con người mình sinh ra là phải có năm yếu tố đó để mà sống mà bây giờ nói là tất cả là vô thường hết như vậy thì mình mình vận hành cái những cái yếu tố trong con người nó như thế nào mình mình coi nó là một cái công cụ để mình sống hay là sao thầy biết rằng nó là vô thường yeah. à, kính thưa đại chúng <laughs> chúng ta biết nó là vô thường cho nên chúng ta không có tham đắm mà chúng ta hãy sử dụng cái tấm thân chúng ta thật là khéo léo như là một dạng như là một loại phương tiện để chúng ta thành tựu sở nguyện sở nguyện mà đức thế tôn muốn hướng dẫn cho chúng ta đó là ly dục ly ác bất thiện pháp và chúng ta làm sao để cho mình chứng đắc được sơ thiền ai chưa chứng sơ thiền phát tâm chứng sơ thiền ai à, chứng được sơ thiền rồi phát tâm chứng nhị thiền và dần dần cho đến chúng ta chứng đắc diệt tận định đó là ý nghĩa mà chúng ta nên sử dụng cái xác thân ngũ uống này còn bằng không nếu như không vì một cái mục đích đó thì cái xác thân ngũ uống này nó thật sự là vô nghĩa bởi vì chúng ta không thể nào thủ đắc được những gì ở trong cõi vô thường này và chỉ có mượn cái sách thân ngũ uẩn này là một phương tiện tu tập giác ngộ đạo quả chúng ta khởi những cái tâm hành tương ứng với đạo dẫn khởi bởi thánh đạo và hành động theo đó thì lúc bây giờ nó sẽ là một cái phương tiện hữu hiệu đưa chúng ta ra khỏi sanh tử trầm luân đó chính là ý nghĩa đích thật mà chúng ta nên sử dụng thân ngũ ứng của con người A Di Đà Phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật, chúng con kính tri ân thầy, a di đà phật và kính bạch thầy. Nếu biết rằng ngũ quận đó là vô thường, thì chúng ta nếu mà để có thể được ý thức được cái đó đối với hàng phật tử tại gia bây giờ, cái đối tượng là ý con muốn nói đây là đối tượng nào là thích hợp nhất để chúng ta có thể là ý thức được tất cả mọi thứ nhất là sắc thọ tưởng thức vô thường tức là mình phải xuất gia mình phải đi học Phật pháp thường hay là với người Phật tử tại gia bình thường thôi mình cũng học mình cũng thể ý thức được cái đó yeah. Kính thưa đại chúng kính thưa nhật tường thực sự mà nói thì chúng ta chỉ cần dùng trí tuệ tự thân ở trong bất cứ tình huống nào chúng ta quan sát những gì xung quanh chúng ta cũng nhận ra vô thường đâu cần gì phải giúp xuất gia mới biết được là cuộc đời vô thường cho nên ở trong trí tuệ tự thân của chúng ta ai cũng biết điều này nhưng mà khổ thay do chúng ta không có chiêm nghiệm và quán sát thấu đáo thành ra uh, chúng ta lại rơi vào vọng chấp vọng chấp đây là một tự ngã để rồi chúng ta sử dụng thân mình như là một tự thế tự ngã nó sẽ chi phối những cái hoàn cảnh xung quanh và bắt đầu uh, chúng ta nghĩ xung quanh là cái của ta và đây là cái ta cho nên nó mới rơi vào những cái vọng chấp trùng trùng như vậy thành ra chúng ta rơi vào trạng thái khổ đau còn chúng ta xem cuộc đời là vô thường thì chúng ta chỉ khởi tâm quán sát nhìn nhận là chúng ta hiểu ngay và do vì chúng ta ý thức nó vô thường cho nên chúng ta đi tìm kiếm một cõi chân thường mà cõi chân thường này từ đâu đặc tính của nó đầu tiên là phải ly tham chỉ cần ly tham là tâm chúng ta giải thoát bởi vì tâm chúng ta thường hay bị quấn chặt bởi tham mà một khi ly tham được thì tâm chúng ta lại giải thoát Giải thoát cái gì? Giải thoát chính cái gì? Cái yếu tố tham đó chứ có gì đâu. Cho nên chúng ta chiêm nghiệm như vậy là chúng ta có thể thực hành được. Thành ra đạo lý vô thường bất cứ ai, bất cứ tôn giáo nào, bất cứ con người nào có tầm nhận thức, quan sát một chút là chúng ta đều biết. Và khi mà quán vô thường thì ngay lúc đó chúng ta nhận ra cuộc đời là vô thường. Chứ không phải rằng quán rồi lâu ngày chúng ta mới nhận ra chỉ cần quán chúng ta nhận ra ngay lập tức Và ngay lập tức đó Chúng ta ý thức sâu sắc đi ra khỏi được hay không Nếu không thì chúng ta lại tiếp tục quán chiếu nữa Ai như đà Phật, -đà -phật. Kính Con kính cảm ơn Thầy à, Qua lời hướng dẫn của Thầy Thì làm cho con tiếp theo một câu hỏi Như vậy thì cái sự khác biệt Giữa một người đã khai ngộ trong cuộc sống này Và một phàm phu bình thường Khi họ xử lý về ngũ quẩn là như thế nào kính vị Thầy Kính thưa đại chúng Sự khác nhau của nó đó là ở trong tâm của hành giả ấy xuất hiện thánh đạo. Cho nên khi chưa xuất hiện thánh đạo, chúng ta gọi là dị sanh tánh à, hay là phi đắc, phi là phi cái gì? Phi tức là không, mà đắc tức là gì? Là đất cái pháp của bậc thánh. Cho nên chưa đắc cái pháp của bậc thánh thì đó gọi là dị sanh tánh. Mà hễ cũng có người đó, nhưng trong tâm xuất hiện pháp của thánh hiền đó là chúng ta bắt đầu nhận ra thọ giới Thanh tựu tứ bất hoại tính. tứ bất hoại tín ở đây á tức là tin phật tin pháp tin Tinh. tin giới thanh tịnh thì lúc đó bắt đầu thánh đạo sẽ đã phát khởi trong tâm mà thánh đạo phát khởi thì lúc đó người đó không được gọi là gì sanh tánh nữa à, lúc đó là bắt đầu là đi vào cái con đường thánh nào đó mà trạng thái đó gọi là trạng thái sơ quá tu đà hoàng sơ quá tu đà hoàng chỉ còn bay kiếp nữa thôi đó. Hạt hoặc giả chúng ta thấy cái gì nó kiết sử chúng ta đó là tham dục là sân nhớ là thân kiến là giới cấm thủ là nghi năm yếu tố này nó chính là năm cái, cái cái pháp mà nó cốt gọi là là cột trối tâm của chúng ta quấn chặt tâm chúng ta và nó khiến chúng ta làm theo cho nên gọi là kiết sử hay là kết sử và giờ đây chúng ta học đạo để chúng ta đoạn trừ cái sai lầm do hiểu biết ở trong phương diện của tự thân gọi là bỏ đi được cái thân kiến rồi thọ thánh giới của Như Lai để bỏ đi đời sống giới cấm thủ. Và chúng ta học đạo, học pháp, đó chúng ta có trí, chúng ta đoạn nghi. Như vậy thì ba cái kiết sử do học đạo thành công thì có thể đoạn trừ được. Lúc đó chỉ còn là tham và sân nó móng. Thì như vậy cái pháp của bậc thánh đã xuất hiện trong tâm. Mà một khi pháp bậc thánh đã xuất hiện trong tâm thì lúc đó chúng ta đã có sự khác biệt giữa một đời sống phàm phu tục tứ và đời sống của thánh hiền rồi a di đà phật phật giờ chúng con kính con thầy a di đà phật giờ kính thưa quý vị uh, Nhật tường rất là cần sự hỗ trợ của quý vị nha quý vị có câu hỏi nào không mời quý vị gọi vào đặt câu hỏi cho mình sinh hoạt chung với nhật tường nha nhật tường rất là cần a di đà phật giờ kính bạch thầy hồi nãy hồi lúc đầu thầy có hướng dẫn con đó cái then chốt ở đây là khi mà chúng ta có cái tâm mình tham vì từ cái sự ly tham đó mình có cái ý niệm giải thoát Kính bạch thầy Trong cuộc sống thì nhiều khi mình Không nhật không tranh, không tham, không mong cầu Không không để ý nữa Xem nhẹ mọi việc Tại vì biết rằng tất cả đều là vô thường Là quyển hóa nè Mà mình luôn nghĩ như vậy thì Có làm cho mình không phấn đấu Trong cái sự nghiệp của người Phật tử Sống tại gia không thầy Hay là có làm cho mình bị trùng bước không Kính thưa đại chúng ở trong một cái thời điểm nào đó chúng ta nỗ lực tu tập chỉ cần quán niệm hơi thở mà thôi có khi chúng ta thấy một hơi thở đi vào ở trong buồng phổi chúng ta nó có đầy đủ những nguyên khí tương đồng với nguyên khí của vũ trụ và ở trong khoảnh khắc đó chúng ta có thể nhận ra một điều toàn thân của chúng ta với vũ trụ bao la này là một thực thể là một thực thể không thể tách rời và do vậy mà nỗi đau thống khổ của thiên hạ chính là nỗi đau ở trong lòng của chúng ta vì vậy đại bi của chúng ta nó sẽ tràn khắp cả mười phương và chúng ta nỗ lực làm mọi việc không ngừng nghỉ mà chẳng cần ai sai bảo chẳng cần lợi dưỡng gì chúng ta làm việc bất tận để đem đến lợi lạc cho vô lượng hữu tình như vậy thì thưa liệu quý vị chỉ có một cái phương thức như vậy thôi ở đó đạo Bồ Tát đã hình thành Như vậy sao nói rằng quán vô thường Mà chúng ta lại trở thành là là bi quan yếm thế và thụ động Không trở thành một con người nén nổ Và làm tất cả mọi việc đem đến lợi lạc Cho nên ở trong tất cả các phép quán Nhận ra vô thường Chúng ta lại càng làm rất nhiều việc hơn nữa Còn ngược lại Chúng ta chấp trước ở trong việc của chúng ta làm chúng ta làm ở trong trạng thái tham thì cái gì có lợi cho chúng ta là chúng ta làm còn không có lợi chúng ta chúng ta không có chịu làm đâu mà chúng ta biết rằng chúng ta làm mà ở trong trạng thái bị thúc giục bởi lòng tham thì tất cả những việc làm đó chỉ đem đến hại cho bản thân chúng ta mà thôi còn bồ tát thì không có đỡ cho lòng tham chi phối cho nên bồ tát làm lợi cho tất cả hữu tình không ai sai bảo bồ tát cũng không có lợi gì cho Bồ Tát mà Bồ Tát cứ cần vẫn làm ngày qua và đêm như vậy thì chúng ta hiểu rằng đạo Phật chúng ta không phải bi quan yếm thế người học đạo thấu hiểu đạo họ lại càng siêng đen hơn càng tinh tấn hơn và họ càng làm nhiều việc hơn cho đại chúng ở cho xã hội cho cuộc sống này hay gì đạo Phật kính cảm ơn thầy đạo Phật và dạ, kính thưa quý vị Nhật, câu hỏi của Nhật Tường đặt ra ngắn gọn thôi nhưng mà nhờ vậy mà nhật tường đã học được rất nhiều điều mà thầy mới vừa hướng dẫn cho nhật tường cũng như là hướng dẫn ở tại cái chương trình vấn đắc và pháp ngày hôm nay kính bạch thầy có lúc chúng con tụng kinh vừa xong hay nghe pháp đi ra về lòng thấy an lạc phơi phới vô cùng nhưng mà có lúc tụng kinh xong hay nghe pháp thì trong lòng nó, nó, nó cái sự an lạc đó, hồi hôm qua có ngày hôm nay không có cái đó là tác dụng của, của thọ tưởng hành thức hay là cái tác dụng của tạp niệm gì kính bạch thầy Dạ Kính thưa đại chúng, điều đó chúng ta không có một công thức nào, không có một cái định chuẩn nào để mà chúng ta nhận định cả. Bởi vì cái thọ thoải mái an lạc, cái thọ hí thọ lạc sau một thời khóa, cái điều đó nó 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 lợi thuộc rất nhiều thứ. Nhưng mà đặc biệt là nó lợi thuộc ở trên cái sách uống của chúng ta. Sách của chúng ta hôm đó đọc bài kinh gì? Sách của chúng ta đang tiếp cận với một cái môi trường không khí như thế nào? Hoặc là một đại chúng hùng mạnh, tinh tấn hay là một đại chúng ô ói, mệt mỏi? Hoặc là trước phút tụng kinh chúng ta thấy mình gặp phải bạn bè, đồng, đồng, bạn đồng tu mà mình thấy thích thú vui vẻ? Hoặc là một ngày nào một ngày đó chúng ta công việc không có nhiều hoặc giả giáo nghĩa của đoạn kinh đó uh, cho chúng ta nhiều bài học hơn giải tỏa ở trong lòng chúng ta những khúc mắc rất nhiều yếu tố khác nhau để nó đưa tới một cái trạng thái là lạc trú do vậy cho nên uh, chúng ta không thể so sánh được chúng ta chỉ có biết ghi nhận rằng là tất cả cái lạc có điều kiện đó cái lạc đó là cái lạc vô thường Cái sắc đó cũng là cái sắc vô thường Thọ tướng hành thức đó cũng vô thường Và nó rất là tầm thường So với Cái lạc ở trong nhị thiền Đó là định Và dĩ nhiên Nó rất là tầm thường So với cái diệu lạc ở trong tam thiền Ở trong xá niệm Làm sao nó sánh bằng Một cái lạc tuyệt diệu Vi tế của một đấng vô lậu đó chính là đấng a la hán chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta chỉ muốn là viễn ly những cái lạc thô trược này mà thôi Đó rồi chúng ta lại tiếp tục là khởi tâm đi vào chánh định để đạt đến những cái lạc vi diệu hơn đó chính là điều mà chúng ta nên quán chiếu chiêm nghiệm chứ không có khởi tâm tìm kiếm tri nhận những cái lạc mà sau một thời công phu hay như đạo phật đạo phật chúng con kính cảm ơn thầy kính mời thầy À, sau đây là cái câu hỏi mà con, con đại diện cho khán giả của con cái câu hỏi này là nhiều người thường thường kỵ không dám hỏi khi mà nói nó, vô thường thì tất cả các pháp đều là vô thường vạn vật đều là vô thường nhưng mà khi nói tới vô thường thì thường thường những người hơi lớn tuổi họ có cái ý niệm rằng chết cho nên họ sợ lắm sợ cái đó bị xui sợ cái đó là gặp không được may mắn cái đó có có nên nghĩ như vậy không khi mình nghĩ vô thường có đem được mình cái sự xui xẻo không thầy dạ yeah. kính thưa đại chúng chúng ta do thiếu trí tuệ cho nên chúng ta nhận thức sai điều đó bây giờ chúng ta có nghĩ rằng nó xui mà nhắc tới vô thường sợ xui chết. rồi chúng ta sẽ chết đi chúng ta không nhắc thì nó cũng chết thôi chứ không phải rằng chúng ta không nhắc mình sống lâu hơn mà quan trọng ở chỗ là sau khi chết rồi chúng ta đến một cái chỗ đó là chỗ lạc hay là chỗ khổ đó là yếu tố mà chúng ta cần nên chiêm nghiệm nếu như chúng ta biết chắc rằng sau khi chết rồi chúng ta sẽ đến một cái thế giới mà ở đó toàn là hạnh phúc thì chúng ta sợ gì chúng ta hoàn toàn không sợ gì cái chết cả nhưng khổ thay chúng ta hoàn toàn không có biết rằng sau khi thân hoại mạng chung chúng ta đến với một cái thế giới mà thế giới đó có khổ đau hay là an lạc chúng ta không biết chính vì không biết đó cho nên chúng ta mới sợ và quá thật cái sợ xuất hiện ở trong môi trường vô minh vì vậy cho nên chúng ta nên tập đối diện ở trong Phật pháp Thôi Tôn có dạy niệm chết chứ đừng nói là niệm vô thường niệm chết một người quán chiếu về cái chết nhìn thánh về cái chết, chiêm nghiệm về cái chết. Khi cái chết đã đến, họ không có sợ hãi, họ an nhiên, họ đón nhận một cách tự tại. Do vậy mà không có đau khổ, không có phiền não, không có sợ hãi khởi lên, cho nên họ được tự tại. Và nhờ cái sức tự tại đó mà họ chọn một cái cảnh thanh tịnh, an lạc để họ tái sanh. Còn chúng ta có sợ hãi, có chạy trốn cũng không thoát khỏi hàm răng của tứ thần cho nên niềm chết đưa đến sự giác ngộ giải thoát là như vậy. a dưới đạo Phật? Ai dưới đạo Phật? Chúng con kính các thầy. đạo Phật cảm ơn quý vị. Các chúng con kính các ơn thầy và kính thưa quý vị. Thì qua cái lời hướng dẫn của thầy với những câu hỏi dụng về của Nhật Tường đặt ra thì một phần nào Nhật Tường cũng thấy được là trong cái cuộc sống chuyện gì đã đến thì nó phải đến nhất là về cái sự mà vô thường chúng ta không có cái niệm là 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 coi như là ý niệm gì tin gì mê tín gì đoan à, không nói cái đó nói cái đó vui mà chúng ta phải nên học giáo pháp Đức Phật có được cái trí tuệ mở mang để nhìn thấy mọi sự việc chỉ cần chúng ta sống lợi dụng thời gian sống của mình làm nhiều chuyện thiện thì kết quả thiện sẽ đưa đến với chúng ta thiện ác đáo đầu chung hữu báo chỉ tranh lai tạo giữ lai chi vậy Đạo Phật giờ đây chúng con kính thầy cho chúng con cái thông điệp của chủ đề này trước khi con đọc một câu hỏi của một khán giả vậy Đạo Phật dạ kính thưa đại chúng thông điệp của chủ đề phân bò này đó là chúng ta thấy đức thơ tôn thật khéo léo sử dụng vô lượng phương tiện gần gũi với đời sống của chúng ta để chứng minh đạo lý vô thường đem hình ảnh của một miếng phân bò và khẳng định từ cái việc lớn nhất cho đến việc nhỏ nhất cũng đều vô thường và nếu như giá như trên đời có một vật nhỏ nhất như là phân bò này mà không bị vô thường thì vĩnh viễn không thể nào thuyết minh được phạm hành giải thoát. Nhân đó Đức Thế Tôn kể lại một sự nghiệp to lớn, đó là sự nghiệp đế vương của Ngài ở trong tiền thân. Với gia sản bất tận kho đụng tràn đầy, với quyền y tràn lấp cả vũ trụ này. Nhưng đến nay Thế Tôn nói rằng nó là hành ở quá khứ. Nó là thuộc dĩ vãng nó không còn bất cứ một chút gì diễn ra trước mặt này bao nhiêu đó Thế tôi nói rằng là vừa đủ để nhàm chán với tất cả các hành nhiều đó là đủ rồi à, là vừa đủ để chúng ta không có tham đếm nữa ai tham đếm chi một cổ vô thường nó được gì trong đó mà tham và do ly tham cho nên vừa đủ giúp cho chúng ta giải thoát khỏi tầm tham đó và khi tâm chúng ta đã giải thoát sáng ngời Thì chúng ta được gọi là Những gì cần làm đã làm xong Không còn tái sanh trở lại trạng thái đó nữa Đó chính là một cái thông điệp tuyệt vời Và cũng nhắc nhở cho tất cả chúng ta Người nghèo cũng như người giàu Người thành công cũng như người thất bại Người đỏ đầy hay là cái quyền uy Tất cả chúng ta đều sống trong kiếp vô thường Và cuối cùng chúng ta đều phải từ bỏ hết Bao nhiêu đó cũng đủ rồi Bao nhiêu đó cũng đủ để chúng ta ly tham Và tâm chúng ta khi nhận thức như vậy Nó sẽ được giải thoát Đó chính là thông điệp tuyệt diệu trong bài Chủ đề phân bò này a Di Đà Phật Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Chúng con đề đầu kính chi ân Thầy Giờ đây chúng con xin phép Thầy cho chúng con đọc câu hỏi của khán giả gửi cho Bạch Thầy <laughs> Đây là của một vị khán giả ở từ tiểu bang khác gửi qua cho mẹ của bé Hiếu à, Có hỏi đặt là à, Kính Bạch Thầy tại sao con nghe pháp có lúc con cảm nhận hiểu được sâu sắc lắm vô cùng yên tĩnh giảm tham sân si sáng tỏ nhưng một lúc khác cũng cùng một thầy đó mà nghe không cảm nhận được không tập trung vào nghe được tâm trở về sân si như trước kính thầy từ bi hướng dẫn cho con Dạ, kính thưa đại chúng ở trong này chúng ta thấy nó có hai yếu tố có thể là cái nội dung vị thầy đó nối nó không có phù hợp với cái quan điểm của chúng ta hoặc giả chúng ta à, có một cái trạng thái tâm lý không tốt trong khi chúng ta nghe ở trong cái thời điểm đó cho nên điều đó chúng ta nên chiêm nghiệm lại bản thân của mình nếu như chúng ta nhận ra rằng một vị thầy khai thị chánh pháp là vì chánh pháp của Đức Phật đã nối mà tuyên thuyết khai thị chứ không phải là lời của tự ngã vị thầy đó và chúng ta có thuận theo có chiêm nghiệm được tức là chúng ta cũng thể hiện đầy đủ sự tôn kính và quy ngưỡng chánh pháp thuận theo chánh pháp chứ không phải chúng ta thuận theo vị thầy đó thầy giảng pháp không giảng vì tự ngã người nghe pháp cũng không phải nghe nghe vì tự ngã đó mà tất cả chúng ta người giảng là khai thị pháp yếu người nghe là ngộ nhập pháp yếu và tất cả chúng ta đều được sự được sự sôi sáng ở trong giáo pháp tất cả đều quy y chánh pháp chúng ta nghe như vậy chiêm nghiệm như vậy thì chúng ta sẽ không có thấy khó chịu khi chúng ta nghe và chúng ta cũng cẩn thận có một số đạo lý có một số tu sĩ không phải họ đều là bậc Chứng mực ở trong mô phạm Cho nên Có một số quan điểm họ nêu ra Nó không phù hợp Thậm chí nó sai Chứ không phải là, là đơn giản Có khi họ nói đường này Mà họ đưa thí dụ đường nếu Hoặc là có khi một cái câu chuyện đó Mà họ nói cả quần cả quần Mình làm mình bực bội Mình muốn nghe mà nói nghe hoài Không biết họ nói cái gì à, Hay là họ đưa ra những cái thí dụ nó khập khiễng Hoặc là một số cái quyết định mà nó có tính trong trên nó không có được trọn vẹn ở trong chân lý và đôi khi họ họ chưa có trải nghiệm được cuộc sống họ nói như vậy thôi chứ tới chừng khi họ có trải nghiệm cuộc sống họ sẽ khác chúng tôi thấy ví dụ như thế này một con người nếu như không có gánh phát được cuộc sống không có lo toan được cuộc sống đủ thiếu đa phần người đó chưa trưởng thành tại vì họ sẽ có một cái suy nghĩ rất là hời hợt cô coi thường nhưng tới khi họ là người đứng ra gánh vác chăm sóc một chương trình một gia đình một cuộc sống thì lúc bây giờ thái độ họ nó sẽ khác nó khác rất nhiều với chính bản thân họ mà trước khi họ gánh vác trách nhiệm thành ra đây là những điều mà chúng tôi có lời khuyên với cái gì vị gì khán thính giả này chúng tôi chỉ hy vọng chúng ta nghe pháp ở trong tinh thần quy ngưỡng chánh pháp và người giảng cũng cố gắng là trùng tuyên là quy ngưỡng chánh pháp mà khai thị. Như vậy tất cả chúng ta đều ở trong thanh tịnh A Di Đà Phật. Chúng con đầu kính chị ơn thầy và rất cảm ơn vị khán giả đó đã gửi qua câu hỏi một câu hỏi rất là hay. À, giờ đi chúng con xin phép thầy cho, cho bước vào cái chủ đề kế tiếp là chủ đề dây thần bạch thầy Dạ A Di Đà Phật. À, xin mời đại chúng chúng ta đến với cái chủ đề thứ hai hôm nay đó là chủ đề dây thần. Chủ đề này dây thần hay là dây buộc á, dây thần hay là dây buộc? nhân duyên Đức Thế Tôn của chúng ta bây giờ cũng đang ở tại Savatthi và ngài nói uh, vô thủy này các tỳ kheo là sự luân hồi luân hồi chính là vô thủy điểm bắt đầu không thể rõ đối với chúng sanh bị vô minh che đậy bị khắc ái trói buộc phải lưu chuyển luân hồi cho nên Chúng ta chỉ nói đến luân hồi từ vô thí và đau khổ đến vô chung. Và chúng ta không thể nói đến là nó bắt đầu từ đâu. Cho nên chỉ nói là vô thí mà thôi. Còn bậc trí, bậc thấu hiểu thì họ hiểu. Nhưng mà đối với cái vô minh, tâm bị vô minh chế đậy, bị khắc ái, trói buộc. Đời sống phải chịu sự luân chuyển trong luân hồi. Thì vô thủy không thế nào nêu cho họ thấy được cái điểm bắt đầu từ đâu đây là điểm khác nhau giữa phàm phu và thánh giả có thể có một thời biển lớn đi đến khô cạn hoàn toàn đi đến khô cạn không còn hiện hữu tức là nước biển khô cạn không còn hiện hữu nhưng nay này các tỳ kheo Ta không có tuyên bố rằng có sự chấm dứt khổ đau với chúng sanh bị vô minh chế đại, bị khác ái trước buộc, bị luân chuyển trong luân hồi. Tức là giá như nước biển có khô cạn đi nữa, thì đối với những người mà không có chấm dứt khổ đau, còn bị luân chuyển trong luân hồi, thì Thế Tôn nói rằng họ vẫn tiếp tục phải chịu khổ mà thôi chứ không phải cái nỗi khổ đó rằng hy vọng hy vọng rằng là một ngày mai kia nó sẽ chấm dứt. Cuộc sống của chúng ta là vậy. Ở trong những gia đình khốn khổ, đôi khi chúng ta sống với kiếp nhắm mắt đưa chân và chúng ta hy vọng là mình sẽ hết khổ trong một cái thời gian nào đó. Hoặc giả thôi kiếp này chúng ta nợ nần lẫn nhau, có lẽ rằng khi chúng ta chết rồi chúng ta qua kiếp sau, chúng ta sẽ bớt khổ đi. Và chúng ta nghĩ rằng nó có một thời gian chịu đựng trong một kiếp, hai kiếp nào đó thôi. Nhưng thực sự mà nói, Thế Tôn nói rằng trong tâm chúng ta mà chưa đoạn trừ bóng tối vô minh. Thì cho dầu thời gian mà nước biển đại dương có vơi cạn đi nữa. Thì chúng ta cũng không có chấm dứt đau khổ đâu. Cho nên đừng hy vọng như vậy. Nghĩ như vậy là một cách nghĩ điên đảo Thế Tôn nói rằng bất cứ một pháp nào ở trong ba cõi mà chúng ta chưa được biến mãn biến tri, chưa được đoạn tận thì nơi đó còn có bóng tối vô minh ngự trị. Nơi nào còn cái bóng tối vô minh ngự trị thì nơi đó còn chứa đựng vô lượng khổ đau phiền não. Cho nên phiền não khổ đau phải được chấm dứt, phải được sôi sáng bằng thanh giáo của Như Lai. Người đi học đạo là người có khả năng loại trừ được khổ đau là người có thể đoạn tận được những cái hạt giống phiền não. Cơ hội trong học đạo nó rất lớn. Chúng ta cứ hình dung trong kinh điển miêu tả xem. Ví dụ như một người chỉ cần chứng đắc được sơ quả tu đạo hoàng với bốn niềm tin bất hoại nơi Phật pháp Tân và thánh giới. Thì sau khi thân hoại mạng chung người này có thể sinh lên một cái cõi trời đó là cõi trời phạm thiên nhưng mà vị thánh giả này hoàn toàn không bao giờ muốn mình sinh vô ở trong cõi trời đại phạm bởi vì ở trong cõi trời đại phạm có phạm vương mà vị chứng sơ quả này á có gì có cái người này á, chứng sơ thiền thôi là cũng đã đã có cái năng lực ngang với phạm thiên rồi mà phạm thiên thì ở trong cái vùng á kiến tự cho rằng mình là tố phụ là chúa tử sinh ra muôn loài và với cái môi trường như vậy thì thì một vị chứng sơ quả cũng không muốn sinh vào đó rồi cho nên thưa lập quý vị ở đây chúng ta thấy rằng là vô minh nó ngự trị và công đức ở trong con đường bất tử đức như lai khai thị chúng ta chỉ cần tu một chút chúng ta có công đức bất khả tư người như vậy thành ra khi chúng ta ở trong giáo pháp mới có cơ hội chúng ta loại trừ được là phiền não khổ đau vô minh còn nếu như rời ra khối thì chúng ta khó mà có thể là tự loại khổ đau ra được phiền não ra được đó chính là điều mà chúng ta nên chiêm nghiệm và ở đây thế tôn lại một lần nữa nói rằng có thể một thời nào đó vua các núi đi đến bên hoại hoại diệt không còn hiện hữu nhưng ta không có tuyên bố rằng có sự chấm dứt khổ đau đối với chúng sanh bị vô minh chê đại bị khác ái trói buộc phải chịu luân chuyển luân hồi này các tỳ kheo giá như có một cái thời đại nào đó đến một điểm nào đó mà đại địa này đi đến chỗ bên hoại không còn hiện hữu thì ta cũng không bao giờ có tuyên bố rằng là có sự chấm dứt khổ đau đối với chúng sanh bị vô minh chê đại bị khác ái trói buộc phải lưu chuyển trong luân hồi này các tỳ kheo có con chó bị dây thành trói buộc vào một cái cây cái, cái cột hay là một cái trụ vững chắc có một con chó bị một cái dây cột ở trong một cái trụ vững chắc và nó chạy lòng vòng nó chạy quanh tròn ở trong cây cột ấy cũng vậy cái vô vinh phạm phu không có tu tập theo pháp của các bậc chân nhân không có quán có nhìn thấy là sách này là một tứ ngã và thọ tướng hành thức này cũng là tứ ngã giống y như là gì giống y như là con chó mà chạy lòng vòng ở trong một cái cái trụ cây như vậy thôi ở trong một cái trụ vững chắc như vậy thôi nhá và không có ngày ra khối không bao giờ có thể giải thoát được vì vậy cho nên đã không không giải thoát được như vậy thì làm sao mà chấm dứt cái kiếp sống sanh già bệnh chết ưu bi khổ não ta tuyên bố rằng vị ấy không giải thoát khỏi khổ đau và ngược lại nếu như có vị đệ tử đa văn học đạo cho nên nhìn thấy xét thọ tướng hành thức này không có một cái tử ngã và do nhận thức được nó không có một tử ngã thì cũng giống như là một cái con chó được giải thoát khỏi cái sợi dây thừng cột ở trong cái trụ chắc đó và từ đó mà có thể là chấm dứt sanh già bệnh tật ưu bi khổ não ta xem vậy đó là một vị đại giải thoát khổ đau hình ảnh cô dây thừng cột con chó ở trong một cái trụ cây vững chắc và con chó cứ chạy quanh quanh quẩn quẩn ở trong đó làm sao giải thoát khỏi sự ràng buộc được sự khổ đau đó được chỉ khi nào bức đứt cái sợi dây đó mới được gọi là giải thoát mà cái sợi dây đó chính là gì đó chính là vô minh đó chính là lưu chuyển trong sanh tử đó chính là sợi dây của khác ái tồn tại, khác ái hướng tới tái sanh. Những điều như vậy chúng ta chiêm nghiệm ở trong bài này, chúng ta sẽ thấy rõ A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, chúng con kính cảm ơn thầy. A Di Đà Phật, giờ kính thưa quý vị đây là cái đoạn 2, cái phần chủ đề thứ hai trong cái buổi vấn đáp Phật pháp ngày hôm nay là chủ đề là dây thần thì quý vị có câu hỏi gì không? Hai số điện thoại trên màn ảnh đó. Nếu có thì mời quý vị gọi vào đặt câu hỏi nha. À, cũng vậy thôi thì không có thì nhật tường tiếp tục đặt câu hỏi còn đây là cơ hội để cho nhật tường học hỏi mà hai là là phật và kính bạch thầy hồi nãy thầy nói thầy giảng qua cái đoạn là khi một chúng sanh mà không có cái gọi là biến mãn biến chi đó kính bạch thầy thì là tại vì trong lòng chúng trong tâm chúng ta còn có bóng tối vô minh mà không bóng tối vô minh đó có là tại tại vì chúng ta do gì do chúng ta tham ái hay là do chúng ta không không nhận thức được cuộc sợ cuộc đời này là vô thường kính thưa thầy. Dạ. Yeah. À, kính thưa quý vị vô minh là gì? cái chữ vô minh tức là không có thấu hiểu sự thật là cô sanh lão bệnh tử không thấu hiểu được tứ thân đế không thấu hiểu được ngũ uẩn dây không thì đây gọi là vô minh cái chữ vô minh này ở trong pháp nguyên túc ấy định nghĩa rất là rõ mà chúng ta có ta hiểu nôm na là không thấu hiểu tứ thân đế là không thấu hiểu khổ không thấu hiểu nguyên nhân của nó không thấu hiểu niết bàn cũng không thấu hiểu con đường để đạt đến niết bàn thì đó chính là trạng thái vô minh và tức là ở trong tâm chưa có xuất hiện thánh đạo thì chúng ta sống trong bóng tối của vô minh một khi xuất hiện thánh đạo thì bóng tối vô minh dần bị yếu đi và chúng ta dần dần theo ánh sáng đó làm cho nó lớn mạnh lên thì chúng ta được tỏa sáng và do vậy mà chấm dứt vô minh a à, di đà phật Cảm ơn đi Phật, chúng con kính bạch thầy vì thời gian giới hạn cho nên con tranh thủ con hỏi câu hỏi. Khi mà chúng ta phát cái tâm sống viễn ly, phát cái tâm sống ly tham, thì đó có phải là cái bước đầu tiên để chúng ta gieo cái nhân để mà diệt trừ cái bóng tối vô minh không kích mà thầy. Dạ, kính thưa đại chúng, chúng ta phát cái tâm chấm uh, dứt uh, tham nó khó lắm chứ không đơn giản đâu. Cho nên là chúng ta vẫn phải nhìn thấy vô thường. Tại chúng ta nhìn thấy vô thường là tự nhiên chúng ta không muốn nữa. Còn nếu như chúng ta chưa nhìn thấy vô thường Mà bảo mình là bó đi tâm tham khó lắm Ví dụ như chúng ta thấy một người Họ sống với đầy đủ cái sự tranh đoạt hơn thua Rồi vô thường nó đến Họ nằm chết bất động đó Thì chúng ta thấy Chúng ta hết muốn Không còn gì mà ham hố nữa Cái gì là đẹp, cái gì là xấu Cái gì là phái, cái gì là trái chúng ta chiêm nghiệm như vậy là tự nhiên chúng ta không có cái xu hướng muốn tranh đoạt nữa thành ra có nhiều người ví dụ như họ sống hung hăng lắm dữ dằn lắm nhưng mà khi cha hay mẹ họ qua đời ừ. tự nhiên cái họ khương lại họ thấy hình như nó không có gì nó có một cái tác động nào đó sâu sắc ở trong tâm và từ đó họ không có còn như trước nữa hoặc giả sau một cái cơn bệnh nặng đứng trước cửa tử mà có thể mây ra thoát khỏi được cũng có thể giúp cho họ là thay đổi tất cả mọi suy nghĩ cái này gọi là nhận ra được vô thường đấy cho nên vô thường nó làm cho chúng ta ly tham nhanh hơn còn có những người họ nhận biết vô thường trước rồi phát tâm ly tham mà phát tâm ly tham này á, là phải bố thí bố thí nó mới ly tham được Ở quán bất tịnh đó ly tham cái thân và bố thứ tài sản à, Để ly, ly tham những cái pháp và và ly tham thì lúc bây giờ tâm nó giải thoát. Cho nên à, tùy theo trường hợp mà dính mắc mà chúng ta có pháp đối trị khác nhau. A Di Đà Phật. À, Phật. Dạ, chúng còn kính cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Dạ kính thưa quý vị, đúng như vậy. À, thường thường khi mà những cô chú mà khi mà lần đầu tiên mới về chùa à, quy y tụng kinh hay là một thời gian cái ngồi nói chuyện nhau Tôi giờ tôi không tham muốn gì nữa chứ. Mọi chuyện đối tôi như bỏ rồi tôi không có kèm ham gì chứ nó ổng đi đâu thì kệ ông hay là bà đi đâu thì kệ Bà thôi bây giờ quy lo tôi thôi đó cũng là xuất phát từ thấy cái sự một cuộc sống đây nó là vô thường để trực tiếp về vấn đề kính bạch thầy để thấy được cái sự vô thường đó thì hàng phật tử chúng con hàng phật tử chúng con phải làm như thế nào tức là thường xuyên thân cận thiện trí thức về chùa tụng kinh thọ bát hay những cái gì kính thầy hướng dẫn cho chúng con bây dạ, giờ kính thưa đại chúng để thành tựu được cái tâm ly tham này đồng ý uh, nó có nhiều phương thức khác nhau nhưng chúng tôi vẫn xem rằng hiểu biết là quan trọng. Khi chúng ta có sự hiểu biết chân chính thì chúng ta sẽ thấy được nguy hại của tham. Mặc dù chúng ta chưa có bỏ được cái tham tiềm phục hoặc là những cái tham lớn nhưng mà ít nhất lòng tham chúng ta nó cũng bị giảm thiếu. Một con người thô lỗ cọc cành nếu như cho họ được học hành trong môi trường tử tế thì cái tính thô lỗ cọc cành của họ nó sẽ giảm thiếu xuống nên rõ ràng kiến thức nó có thể đoạn trừ được giảm giảm thiểu được cái sân. Cái tham sân nó giảm. Thành ra thân còn thiện sĩ để có chánh pháp mà nghe và phát tâm suy nghĩ đó là như lý tác ý. Tùy đó và hành động chân chính để mà trải nghiệm ở trong hiểu biết kiến thức mà mình học hỏi được thì cái tham kia dần dần nó cũng sẽ đoạn trừ được A Di Đà Phật và chúng con kính cảm ơn thầy trong lúc con đặt câu hỏi con thấy thầy vẫn còn xem qua bài giảng của đức phật chắc chắn thầy có những điều hay thầy muốn gửi đến đại chúng và để chúng con thỉnh thầy cũng như là thông điệp chủ đề hôm nay dạ kính thưa đại chúng thực ra chúng tôi không có một cái thông điệp gì hơn đó là thông điệp trân kính từng lời dạy của phật và vì thế mà ở trong mùa phật đảng năm nay chúng tôi phát tâm tổ chức trì tụng năm bộ kinh đại thừa Chúng tôi nghĩ rằng kinh điển nếu chúng ta không có đọc tụng nhắc nhở thì thời gian nó sẽ quên lãng đi, mai một đi. Và chúng tôi nghĩ rằng trong mùa Phật đảng đối với chúng tôi không có gì cao quý hơn là trùng tụng kinh văn đặc biệt sử dụng năm bộ kinh đại thừa để cho đại chúng dễ dàng học hỏi theo giáo nghĩa Thành ra ở trong mùa Phật đảng năm 2024 này, chúng tôi tổ chức trì tụng 8 ngày năm bộ kinh đại thừa. Và chúng tôi mong rằng các Phật tử xa gần muốn giải thoát được cái ly tham, muốn phát sinh trí tuệ, muốn tăng trưởng công đức thì đây là một cơ hội để chúng ta cùng nhau thử nghiệm cùng nhau thành tựu A Di Đà Phật chúng con kính văn thầy giờ đây chúng con xin phép thầy cho chúng con được kết thúc chương trình a di đà Phật a di đà Phật và dạ, kính thưa quý vị đó là qua lời thầy mới vừa thầy mới thông báo cho chúng ta đúng như vậy à, để đền đáp công ơn của chư Phật thì không có gì hơn là chúng ta à, tổ chức những buổi tụng kinh như vậy để cho Phật tử về tụng kinh à, để mà từ đó chúng ta thấy được cái lời dạy của Đức Phật mà làm cho tâm chúng ta càng thanh tịnh để giải thoát à, tương thử thân tâm phụng chẳng sát, thì tắc chân vi báo Phật ăn để cái thân này và cái tâm này phụng sự chúng sanh nhiều như số các vi trần như vậy mà là đền đã công ơn của chư Phật rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình trong một tiếng đồng hồ vừa qua kính chúc quý vị được vô lượng an lạc bồ đề tâm kiên cố kính hẹn gặp lại quý vị vào thứ bảy tuần tới lúc 8 giờ nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật chúng con kính cảm ơn thầy xin kính cảm ơn quý vị